xin kính chào quý vị khán giả. À, vâng, một tuần đã trôi qua, chúng ta lại gặp lại nhau trong uh, nhà vô địch. À, hôm nay cũng đã diễn ra một vòng đấu mà chúng cho rằng là cũng rất là hấp dẫn tại uh, V-League, đúng không? Và trận đấu gần đây nhất vừa mới kết thúc thì Thể Công đã vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1, bàn bằng thắng ở uh, phút 90 cộng 13, một uh, <laughs> một cái phút bù giờ rất là dài và cuối cùng thì Thể Công uh, đã có được một thắng lợi, một ba điểm và bỗng nhiên họ đã trở thành một đội cạnh tranh song phẳng cho ngôi vị ít nhất là thứ nhì đó là một câu chuyện mà chúng ta rõ ràng là cái đi một tháng thì chắc là cũng không ai hình dung ra yeah. lên thứ năm rồi đấy ờ, trước đó thì trong cái diễn đàn này thì anh em chúng ta cũng đã nói đến cái chuyện là họ sẽ bắt đấu ra sao và tôi cũng đã phải nghĩ đến cái việc là họ phải điều chỉnh lại mục tiêu vì mục tiêu mùa giải này là trong top 3 nhưng mà vào thời điểm này với những cái tình thế hiện có tức là thành công việt nam thì thắng một loạt trận trong khi các đối thủ ở cái nhóm hai ba đội dẫn đầu ấy, thì lại chứng lại thì tự nhiên lại họ có cơ hội và trên thực tế thì nhìn vào cái thực lực, nhìn vào cái sự tăng cường lực lượng nhất là những cầu thủ ngoại ấy, thì vào thời điểm này thì ông Việt Nam cũng xứng đáng là có một cái vị trí nào đó nhưng tôi nghĩ rằng là vẫn còn mấy vòng đấu nữa vòng vừa rồi vòng này là vòng uh, vòng, 2, vòng 22 mươi đúng không rồi. thì là sau vòng này thì giải sẽ tạm nghỉ để cho đội tuyển ra thì còn bốn vòng đấu nữa trong tháng 6 thì tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ còn có những cái biến động nào đó nhưng cái cái thế này là cái thế mà đội thể công việt nam là có thể đua tốt và có vẻ như là đức thắng ấy là không phải là chỉ lấy lại cái duyên mà tìm được cái công thức bởi vì giai đoạn đầu ấy là cái giai đoạn mà nó có những cái trục chặt thứ nhất là cầu thủ ngoại chưa được thật sự là tốt thứ hai là có thể là cái cái quan điểm cái triết lý uh, chuyên môn cái triết lý làm uh, Ờ, chỉ đạo của Đức Thắng ấy là nó, nó nó với các học trò là nó đang có một cái độ vây nào đó nhưng bây giờ thì có vẻ như mọi chuyện nó trôi chảy hơn dù ấy, chúng ta vẫn nhận thấy là một số chi tiết ở hàng phòng ngự của 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 thể công Việt Nam vẫn chưa ổn ờ, vẫn có thường xuyên có những bàn thua ví dụ như bàn thua ngày hôm nay là bàn thua mà đối phương thì hay FAD sút của ông ấy hay nhưng uh, tôi nghĩ rằng là cái khả năng tạo cái thế trận phòng ngự của thể công Việt Nam ấy là vẫn chưa thật sự ổn mặc dù ấy, hàng phòng ngự của thể công Việt Nam ấy là rất nhiều cầu thủ tuyển thủ ra như là Tiến Dũng, như Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, chẳng hạn như thế. Họ đều là những thành viên sẽ được gọi lên đội tuyển tới đây. Nhưng tôi cảm nhận rằng là phong độ của họ cũng chưa cao. Và nếu mà nhìn rộng ra nhé, thì chúng ta thấy rằng là hầu hết các cầu thủ ở hàng phòng ngự của đội tuyển vào thời điểm này, các tuyển thủ ra chúng ta đều đang có một phong độ nó không được ổn từ thủ môn cho đến các trung vệ. Đấy, đấy là một vấn đề mà thôi thì chắc có lẽ tí nữa chúng ta sẽ nói thêm. Vâng. Và trái ngược với phong độ của thể công Việt Nam khi họ có những chiến thắng liên tục thì đội bóng cùng thành với họ là công an nội sẽ trải qua những cái giai đoạn hết sức là 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 buồn khi hình như là 7 trận gần nhất họ thua mất sáu rồi thì phải. 7 trận thua mất 6 tháng 1. Đấy, thua mất 6, 4 trận thua liên tiếp rồi. Và hôm nay thì ông Mano Polking ra mắt bằng một trận đấu khó khăn trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đội bóng ngành công an cũng đã thất thủ với tỷ số 0-1. Anh Huy đánh giá thế nào về đội bóng này? À, trước hết phải nói là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ vẫn giữ được nét thi đấu của mình. À, có những cái trận đấu họ thua đấy nhưng mà khi cần đá những trận quyết tâm thì mặc dù gần đây tổn thất lực lượng do cái vụ mà cầu thủ dính vào bê hối nhưng mà đá sân nhà thì họ vẫn luôn luôn đạt kết quả tốt và hôm nay thì họ đẩy một đội công an hà nội hiện nay cũng đang lúng túng vào cái thế mà đá rất là rời rạc xem hà nội hôm nay thì phải nói đá ngay cả quang hải kết nối với đồng đội ở giữa sân chúng ta cũng thấy là nhạt nhòa lắm và tôi cũng có một cái đặt dấu hỏi về động lực của câu lạc bộ này thời gian vừa rồi khi xác đến cũng có những cái nỗ lực xoay chuyển thế nhưng mà anh đã phải ra đi theo cách như vậy tất nhiên anh ấy nói rằng là anh phải trở về quê nhà là, là nói khéo thôi chứ còn tôi cho rằng là anh ấy cảm thấy là cái động lực của câu lạc bộ có vấn đề và để thoát ra khỏi những cái cái chuyện mà mà không tốt ở mùa giải này nó khó lắm trong bối cảnh cuối thời gian không còn nhiều. Thế thì ông pun kinh lên tôi cho rằng có thể cũng không không làm được cái gì đấy đặc biệt những vòng đấu tới đâu. Ờ, sau đây thì sẽ là một quãng nghỉ thì có thể là ông ấy có thời gian để mà chỉnh đốn nhưng mà với cái đà đội bóng hiện nay là tôi thấy là 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 nó cảm giác bị bất nhịp. Năm ngoái cũng thay tướng nhiều nhưng mà họ có một cái hưng phấn, có một cái khát vọng để mà vươn tới chức vô địch làm nên lịch sử năm nay thì cái sự ngắt ra của giải đấu cũng như là thay tướng nhiều làm cho cầu thủ của họ uể oải và tôi cảm giác là chắc là đến cuối mùa họ chưa tìm được nhịp đâu. Bôn kinh có thể cũng chỉ là giải pháp để mà gọi là là đệm vào đấy để hướng đến mùa sau thôi chứ còn công an hà nội rõ ràng là tôi tôi sợ năm nay là còn không 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 nằm trong nhóm của huy chương bởi vì nam định là vững vàng rồi phía sau nam định là một loạt các đội bóng cơ bản người ta cũng đang tốt hà nội đang tốt lên việt theo tốt lên như vậy rồi vẫn có những đội khác có thể là vươn lên thành ra tôi cho rằng khả năng không huy chương của đội đương kim vô địch là cao đấy vâng uh, rõ ràng là cái kết quả mà làm cho những người hâm mộ của công an hà nội hết sức là buột lòng uh, thua liên tục và lối đá cũng không có gì là cải thiện cả rất là dài dài. Uh, nhưng tôi nghĩ rằng là ông mano Polking là người có kinh nghiệm và tôi hoàn toàn đồng ý với anh huy là có lẽ là công an hà nội đang hướng tới mùa giải sau thì nhiều hơn và những trận đấu bây giờ là cũng để chuẩn bị cho việc đó và tôi cũng hy vọng rằng là ông Mano Pungin sẽ là người sẽ trụ lại lâu nhất tại Công Hà Nội Bởi vì nói vậy thôi chứ một đội bóng mà cứ dăm ba trận rồi dăm ba vòng đấu lại thay huấn luyện viên mới Thì nó thật là cái cách đi đấy nó không phải cách đi của, của, của bóng đá chuyên nghiệp mà hướng tới một cái mục mục tiêu dài hạn đúng không ạ Cái đấy là cái rất là khó Đến Chelsea cũng thay đổi như vừa rồi cũng nhiều đấy nhưng mà nhưng mà cũng, cũng không nhiều như công an nội được. ít ra còn leo được thứ năm, bây giờ công an nội tụt xuống thứ bảy rồi. thực ra hôm nay tôi tôi có xem công an hà nội đá, đá còn rời rạc hơn cả dưới thời của cái trận trước dưới trận thua của anh đại nữa cơ. trận này có một số những tình huống mà có cảm giác rằng các cầu thủ khi mà bị dẫn không một rồi thì có những trận có những tình huống mà có cảm giác rằng các cầu thủ công an hà nội họ chơi vì vì danh dự của họ, vì cái tên của họ, vì một cái gì đó không phải vì đội bóng. cái sự kết nối đấy nó rất là dở và cái tình huống mà đáng tiếc duy nhất lại là một pha đá phạt của Quang Hải trúng xà ngang. Quả mà vào thì có khi lại khác. Tức là người ta nói là chúng ta hay có một câu là thay tướng đổi vận nhưng mà kể cả hòa đi chăng nữa, hòa đây đi chăng nữa thì cũng mọi đã mọi là thất vọng nó rồi cũng tệ. Và chúng ta nhìn xem là hai mùa giải gần nhất là tổng cộng là có thay thay uh, huấn luyện viên tổng cộng là 8 lần tất cả. Chưa thấy một đội bóng nào trên thế giới theo kiểu như thế này cả. Thậm chí là cả một đội bóng đang trên con đường vô địch cũng chưa thấy một đội bóng nào trên thế giới mà thay tới bốn lượt huấn luyện viên như kiểu của Hà Nội ở mùa giải trước thành ra là tôi nghĩ rằng là đương nhiên những chuyện trong nội bộ của câu lạc bộ của họ những gì đã xảy ra ở bên trong chúng ta không thể biết được quá nhiều những sự xáo trộn thay đổi như thế nhưng mà nhìn cách đá của họ hôm nay tôi có cảm giác rằng là thực ra cả những trận đấu trước nữa họ không muốn bảo vệ danh hiệu vô địch của họ đấy là điều chắc chắn luôn ừ, thế đều không muốn chiến thắng rất là khó hiểu nhỉ? trong khi đó cuộc đua mà tranh cái trốn cái vị trí playoff ấy cũng đang hết sức hấp dẫn bằng cái trận hòa hôm nay của hoàng gia lai trước Thanh hóa. Thanh hóa một đều thì tự nhiên bây giờ là cái cái, cái đoạn đó là đang rất là sự gây cấn có hành Gia Lai có Sông Lam Nghệ An, có nhà Tính, Tính. Sông Lam có một một điểm thôi mà à, chỉ hơn một điểm thôi nhưng mà Sông Lam ngày mai mới đá với cả Nam Định đúng không? Thì hy không nhà vọng, thì rất rất đó. có thể hy vọng là cái trận đấu với cả Nam Định với cả Sông Lam An nó sẽ hay hơn bởi vì tất cả các đội bây giờ đang vùng vẫy để thoát ra khỏi cái vị trí mà đá playoff đấy nhưng mà Nam Định như này thì làm sao mà chặn được với một cái gian Raefanson như thế này thì các anh bảo chặn kiểu gì thực ra khó lắm thực ra cái câu chuyện của nam định ấy là trận đấu vừa rồi cũng là một trận đấu mà nó khó nhiều cái điều nó cũng tương đối thú vị thứ nhất là họ thua trước đến hai quả và thậm chí có thể thua thêm nhưng mà cuối cùng thì họ lại có một trận thắng rất là tưng bừng nhưng cả năm bàn thắng lại chỉ thuộc về một người và nhìn ở chi tiết này thì đương nhiên chúng ta ghi nhận là Ravenson là một cầu thủ quá đặc biệt rồi những kỷ lục ghi bàn ở v league đều đã được anh ấy phá cái kỷ lục mà 5 bàn thắng trong một trận đấu thì như là trong lịch sử của V League à, tức là giải vô địch quốc gia của chúng ta thì đã từng có rồi. Đã từng có rồi nhưng nhưng cái cái việc mà đến 28 bàn cho đến thời điểm này thì gần như là chưa có ai có. Thì đấy chắc chắn là một kỷ lục. Tuy nhiên là nhìn tổng thể về lối chơi của Thái Sơn Nam Định thì tôi có đặt ra rất nhiều những vấn đề. Thứ nhất là thể lực của cầu thủ Nam Định là tương đối tồi ở trận đấu đó đâu đó khoảng phút thứ 30 35 thì tương đối nhiều cầu thủ Nam Định là không đảm bảo được cái khả năng tranh chấp, đảm bảo khả năng đua các cái tình huống và họ cũng đã thua ở những cái tình huống gọi là tay đôi rồi những tình huống để để thủng hàng phòng ngự và hoàn toàn có thể bị thua nặng hơn. Thế nhưng mà tình thế nó lại xoay chiều bởi một, cái những cái phong độ nó xuất thân của một cá nhân. Thế còn toàn trên tổng thể thì tôi nghĩ rằng là Thanh xe Nam Định là đội bóng và lúc này đang không rõ ràng trong cái lối chơi và họ có những vấn đề của cái việc mà tổ chức kết nối của nhiều cầu thủ với nhau và nếu như mà sông lam nghệ an bằng một cái lối chơi bằng một cái cách tiếp cận nó kiên cường ấy thì hoàn toàn có thể có một cái kết quả hướng tới một kết quả nó hợp lý dành được điểm chừng. đúng không đúng rồi thì cái tình huống đấy là nó có thể xảy ra nhưng vấn đề là với thách San nam định thì cái chặng đường còn lại của mùa giải là nó tương đối dễ dàng nó tương đối nhẹ Thế là các đối thủ còn lại của họ là đều là những đối thủ ở nhóm giữa nữa. họ gặp là Quảng Nam, họ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ gặp Sông Lam và hình như cuối cùng là còn gặp Khánh Hòa cơ. Đúng rồi. Thế đâm ra là bây giờ khoảng cách lợi của lắm. họ đang là 5 điểm và đá ít hơn một trận. Ngày mai họ mới đá với Sông Lam ở An và trong bối cảnh mà họ nếu như mà họ không giành được 3 điểm mà chỉ là hòa thôi thì khoảng cách vẫn là 6 điểm và còn 4 vòng đấu. Thực ra là cũng khó cho các đội bám đuổi và chức vô địch có lẽ là đang đến rất gần. Còn nếu như họ chiến thắng với 3 điểm trong tay nữa thì thì bảng xếp hạng này lại có cái khoảng cách là 8 điểm so với đứng thứ nhì thì có lẽ là chắc là là đến họ sẽ vô địch sớm. Họ sẽ vô địch sớm hai vòng đấy. Dễ thế lắm anh Huy nhỉ? Tôi cho rằng là là đấu trường V League với chúng ta là những người xem bóng đá lâu năm ấy thì cái đội nào có khát vọng và có động lực vô địch, chúng ta nhìn thấy ngay từ đầu mùa. Nó thật là như vậy. Những cái cuộc đua mà nhiều đội cùng có động lực diễn ra khá lâu rồi cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu kỷ nguyên chuyên nghiệp thì có lúc là đến cuối mùa năm đội cùng có thể vô địch cho đến trước vào độ cuối tôi nhớ là mùa 2006 là, là mùa lịch sử như vậy nhưng mà về sau thì với cái sự khó khăn gần đây cái động lực để mà đua những cái nhóm mà đông đông đội đua càng ngày càng ít như năm ngoái ngay đầu giải chúng ta đã thấy động lực của quân hà rõ đến năm nay cũng có những đội khác có động lực nhưng mà lại gặp vấn đề này vấn đề nọ và trong bối cảnh như vậy thì Nam Định đã bộc lộ cái tham vọng vô địch rất là rõ có sự tăng cường và trận nào mà cần giải quyết thì họ giải quyết được có những lúc tưởng họ vấp nhưng họ lập tức trở lại ngay theo một cái cách nào đó thành tôi cho rằng là bất luận trận đấu ngày mai tỷ số thế nào thì Nam Định sau cái quãng nghỉ đội tuyển tôi nghĩ rằng là họ vẫn có một cái ưu thế vô địch phải đến 99% đây là quan điểm của tôi đầu kia của bảng xếp hạng thì Khánh Hòa đã chắc chắn một suất rồi cũng không thể khai được nữa đội bóng này uh, có lẽ là động lực của họ là không còn trong bối cảnh mà về tài chính hết sức là eo hẹp và chúng ta cũng biết rằng là các cầu thủ thì bị nợ lương rồi bị thiếu tiền nói chung là tùm lum hết cả và tôi đang lo rằng đội bóng liệu có còn tồn tại nữa không chứ không phải là chuyện xuống xuống hạng hay là không đó là vấn đề rất là lớn và rất là buồn cho cho bóng đá những của, của thành phố nha trang yeah. và không ngạc nhiên khi mà ngày mai Hà Nội thắng Hà Nội chắc chắn có 3 điểm luôn và chúng ta tôi thấy rằng là nhiều cổ động viên của của Hà Nội FC là tỏ ra rất là tiếc nuối tức là vào cái giai đoạn cuối này thì họ lại chơi hay quá tức là nếu như mùa này mà Nam Định vô địch mà thực ra Nam Định chắc chắn vô địch rồi thì chúng ta có phải nói đến một chi tiết tức là họ có cả cái hay lẫn cái may nhưng mà cái may của họ thì nhiều hơn cái hay bởi vì nếu như mùa giải đội này đúng như anh Huy nói nếu như mùa giải này chỉ cần hai hoặc là thậm chí là một thôi, một trong số những đội như công như công an Hà Nội, như Hà Nội FC, Bình Định và Bình Dương, họ thực sự chơi đúng cái sức của họ và họ thực sự thể hiện quyết tâm ấy, thì cuộc đua nó sẽ hay hơn rất nhiều. Đây là có những giai đoạn mà Nam Định trải qua ba bốn trận không thắng, nhưng mà cái khoảng cách với các nhóm tiếp theo là vẫn không ổn bởi vì tất cả các đội bóng đấy không hiểu tại sao đều tự bắn vào chân mình. Đây là một thứ bóng đá mà tôi cho rằng là nó, tức là cái tính, cái tính cạnh tranh của V-League mùa này nó không thực sự là cao, không thực sự hay như mùa trước. Và mùa này nếu chúng ta nhìn thấy uh, Nam Định vô địch ấy thì uh, nếu nói đấy là một tập thể tốt, ok cũng được nhưng mà sẽ chỉ có một vài cái tên thực sự là đáng ca ngợi bởi vì họ chơi với một, một thứ bóng đá, một thứ quyết tâm thực sự đấy là hai anh chàng người hai anh chàng nam mỹ, Hendrio với cả Sơn thực ra họ chính là những người gánh tim của đội bóng luôn. chứ còn với một đội bóng như thế không họ không đóng góp một cầu thủ nào cho đội tuyển quốc gia trừ văn toàn nhưng văn toàn cũng chỉ ghi được rất là ít bàn và, và 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 nó họ không tạo ra được một cái ấn tượng thực sự mạnh nào cả Họ có thể vô địch nhưng chúng ta không thể nào biết trước được. Nói chung là mùa sau ấn, thế sẽ như nào? Dấu ấn vô địch của, của V-League uh, kể cả mùa giải năm ngoái đến mùa giải năm nay thì nó không không quá rõ ràng. Đấy là cái điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, đúng không? Thì tôi mới nói là chúng ta nhận thấy khát vọng của họ từ đầu mùa và họ với khát vọng đấy thì họ liên tục tìm cách để mà mà vươn lên thôi. Chứ còn một cái chân dung nhà vô địch để mà thuyết phục một hình thành một cái lối chơi, bảo bây giờ chơi theo kiểu thế nào thì nó rất là khó. Như Nam Định năm nay thì còn có điểm nhấn đó là các ngoại binh nói là Henry o rất và rõ ràng. theo rất hay và anh Rafael Sơn thì như có một năm nữa là anh ấy đủ tiêu chuẩn để để để, để gọi là nhập tịch nhập, nhập tịch đúng anh rồi đã được bốn rồi mà Giờ rồi, năm rồi. nữa là được uh, năm và nhiều người trên mạng xã hội cũng kêu gọi là gọi anh này vào đội tuyển quốc gia <laughs> đặt tên là gì nhỉ Trần Sơn. Sơn đi Sơn, <laughs> Sơn. cũng có lý họ Trần là đúng rồi cũng Trần Văn Sơn chắc chắn là cái Việt Nam chắc chắn là cái chuyện đấy nó sẽ rộ lên anh ấy đi khắp nơi và không thành công tự nhiên anh quay về đây thì tự nhiên lại lại rất là ổn tức là <laughs> chúng ta cũng phải ghi nhận tức là anh ấy cũng vài lần anh nói rằng anh muốn có đội tuyển quốc gia. Nhưng mà thực ra nhập tịch cho anh ấy có thể được nhưng bà đá đội tuyển quốc gia với một cầu thủ không có một tí gốc gác nào Việt Nam cũng tương đối khó. Vâng, đấy là điều mà nó đã là câu chuyện mà bàn luận từ rất lâu rồi. Và ngày xưa thì chúng ta có rồi, có anh chàng Santos rồi còn gì nữa? Vâng, Hưng à, Còn chẳng hạn, Hoàng Vũ Sam Sơn. Hoàng Vũ Sam Sơn tất cả rồi, đều ờ, đã có. Gì? Anh uh, Hoàng Nicola đó cũng đều là, là. mon men hết cả rồi đấy nhưng mà H ừ. nó khó về vấn đề quan điểm, quan niệm rất là nhiều thứ nhưng nhưng ý nói như vậy có nghĩa là gì? nghĩa là tiền lệ đã có, vâng nhưng mà có. bước thêm một lệ bước lệ nữa bước quan trọng thì không được. tiền ừ. lệ có nhưng mà sau này hỏi lại là thế từ đâu mà lại không có nữa thì tất cả không ai trả lời Thu không, được. không nó không <laughs> có một cái gì rõ ràng. nhưng mà thực ra thì cái giai đoạn đó khi dưới thời ông Calisto thì là các cầu thủ nhập tịch đó cũng mới chơi những trận đấu không chính thức thôi. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì chưa có một trận đấu chính thức nào. Giải Tức là, là trận đấu giao hữu và những cái giải nó nó chưa phải là giải chính thức. Ví dụ như là AFF Cup chẳng hạn, là họ chưa vòng loại châu Á, vòng loại thế giới chẳng hạn là họ chưa. Thì chúng ta cũng chưa nếu mà nói rằng là tiền lệ thì tiền lệ đấy là tiền lệ thì cũng có đấy nhưng mà nó chưa phải là một cái một cái hành động mang tính gọi là uh, gọi là mang tính chiến lược và có sự lâu dài. Thế thì thôi đấy nó là một cái câu chuyện quá khứ và chắc chắn là chúng ta bóng đá Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với câu chuyện này nếu chúng ta suy nghĩ về nó và chúng ta có được những cái sự hậu thuẫn nó vừa đủ thì chúng ta mới có thể tất nhiên tiến hành là nhìn sang indonesia người ta cũng nhập tịch rất là nhiều hoặc là gọi những cầu thủ mà gọi là có một chút uh, dòng máu của indonesia ví dụ là cụ với ông bà gì đấy từ rất là xa giờ cũng pha rất là nhiều thế nhưng mà họ vẫn gọi về vì có cái mặc dù dòng máu mặc dù chúng ta nhìn thấy có những cầu thủ mà nhìn không thấy một tí Indo nào cả. Không liên quan mặt ngoại hình, mặt ngoại hình là không thấy. Vấn đề nếu như tôi không nhầm ấy, là có một trận uh, giao hữu của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Olympic Brazil trên đường họ đi Olympic Bắc Kinh. Sán, có Ronaldinho. Có Ronaldinho thì tốt chơi trận đó và tốt là người có mặt trong đội chính của đội tuyển Việt Nam nhưng anh không hát quốc ca Ủa, Việt Nam đúng anh hát rồi. quốc ca Brazil đó. 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 thì nó có một chi tiết như nơi thế. phản cảm thôi, phản cảm. Ừ. đó thì đó lại là 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 là, là vấn đề. Ờ, thì câu chuyện này cũng bàn đi bàn lại nhưng mà đúng như anh Huy nói đúng thật là sao tại sao lại không có thêm nữa thì đúng thật là không có văn bản nào không có, có cái 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 quan điểm nào chính thức cho việc đấy cả nhưng mà tự nhiên là không có thôi. Tự nhiên là không thấy nữa, tự nhiên thì không thấy Thực ra, ra thế này tôi vẫn nhớ là những cái trận đấu đầu tiên mà sáng tốt khóa đội tuyển tôi vẫn nhớ là cúp Thành phố Hồ Chí Minh 2008. À, cúp đấy anh chơi rất là chán. Thế cũng trong năm 2008 thì anh còn tham gia thêm cái trận đấu với cả Olympic Brazil sau đó bị loại. Thế nhưng mà 2009 đã có một cái thay đổi bổ sung rồi. Sau khi chúng ta vô địch Ai Cup thì Calisto nói trên các phương tiện đại chúng rằng là cần nâng cấp đội hình lên. Và đặc biệt tôi nhớ là ngay sau chiếc vô đấy chúng ta thắng Coet ở sân của Coet thì ông ấy rất là hưng phấn. Ông nói đội hình này mà thêm một số cầu thủ đang đá V-League thì sẽ rất, rất là hay. Và chúng ta gặp Olympia Côte của ông Van Vette đấy, ông từng dẫn dắt Barcelona tại Mỹ Đình. Tôi nhớ là khoảng mùa thu, mùa hè, mùa thu gì đấy của 2009. Tức là sau khi vô địch và sau khi loại sang tốt rồi thì vẫn có bổ sung thêm Đinh Hoàng La trong cầu môn Rồi là Huỳnh Két Rồi là Hoàng Vũ Sam Sơn vẫn có Thế nhưng mà hết năm 2009 Bước vào 2010 tức là Chuẩn bị cho cái chiến dịch uh, Chúng ta bảo vệ trước vô địch ấy, Thì không có nữa Mà mặc dù họ bắt nhịp cái trận Olympic Code là rất tốt Đó, thì uh, Philippines bây giờ cũng đã gọi lại rất là nhiều Các cầu thủ uh, Gọi là gì Phi nhỉ? Kiều Phi Kiều Mà trông cũng không giống Phi lắm Đúng không? về mặt ngoại hình đội thế tuyển thì... nữ họ đi trước rồi Đó, đội tuyển nữ thì thôi rồi đội tuyển nữ, đội tuyển nữ. họ toàn sinh Thành... ở California thế, với cả Na mà thế thì tôi mới nói rằng là bây giờ đội tuyển nữ mà gặp đội Philippines là mình không có cửa gọi là cửa trên được là không có nữa rồi chúng ta gặp rất nhiều khó khăn gặp những cái cô gái mà trông thấy nó cũng to cao rất là khỏe cũng rất là khó cho 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 chúng ta thì cái câu chuyện mà gọi lại cho những gọi những những cái cái, cái, cái cầu thủ mà không có một cái gọi là cái gốc gác nào việt nam thì nó sẽ chắc chắn là vẫn là cái câu chuyện mà 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 còn đặt ra đó đặt ra vấn đề đó là uh, thực ra hãy Nói thế này thì người ta cũng đặt ra cái, cái, cái lý là à thế trước đây không có những cầu thủ đấy nhưng mà chúng ta có những cầu thủ của việt nam bình thường thôi mà vẫn thành công cơ mà đúng không ạ vẫn uh, lên được đỉnh cao vẫn uh, là ông vua của đông nam á thì bây giờ tại sao lại phải như thế đúng không tại sao phải gọi những cái nhưng mà thường người ta chỉ nghĩ đến cái việc là gọi những anh tiền đạo xuất sắc như thế này như anh ra fan này là vì là trong cái giai đoạn mà đội tuyển là thấy đang rất là là là, mù mờ về hướng đi và thấy nhân tài nó cũng không được nhiều cho lắm thì đó là cái mà mà người ta suốt ruột bởi vì suốt ruột cho mặt về mặt thành tích mà cái đây là cái cũng vui ta nói <laughs> chuyện sang đội tuyển tiếp theo đi anh huy nhận xét thế nào về những cầu thủ mà ông kim sang xích đã gọi đợt này tôi nghĩ là cũng cũng không cũng hơn được nữa nhỉ vâng tôi nghĩ là hợp lý và chắc chắn ông có sự tư vấn của hội đồng huấn quốc gia À, đây là một cái bản danh sách an toàn à, những người từ thời ông Park phong độ đang tốt thì vẫn giữ lại. À, ngoài ra còn có một số người trưởng thành dưới thời ông Tudorier và đá tốt ở vòng chung kết U23 châu Á gần đây à, được bổ sung. 28 người thì không có ai hoàn toàn là mới tinh cả. À, những cầu thủ kiểu như Bùi Vĩ Hào hay là Ngọc Sơn của Nam Định thì cũng đã gọi từ những đợt trước rồi. Thành ra tôi cho rằng là bên cạnh những khuôn mặt cũ thì chúng ta cũng có những người mà có cái sức vươn rất là đáng để chú ý. Ờ, trong thời điểm này khi V League đang đá dày và cũng không có một khuôn mặt nào mới bộc lộ được cái gì đặc biệt, mới toanh là không có thì danh sách này tôi thấy rất là có lý đấy. Tất nhiên là chúng ta cũng có những cái sự tiếc nuối cho một số cầu thủ giả sử như Quế Ngọc Hải Quế Hoài đã khỏi chấn thương rồi, nhưng mà gần đây ở Bình Dương thì Huỳnh Đức là ít dùng anh, ấy. Đúng toàn rồi. dùng đá dự bị thôi. Thành ra là ít ra sân. Một cầu thủ mà không có đá chính Chúng thì có cũng cảm giác bóng cũng được, cũng ừ. khó có cảm giác bóng và cũng khó được gọi. Đình Trọng thì cũng có vẻ là gần đây đã ổn, nhưng mà anh đã có tiền sử chấn thương và cũng mới chỉ trở lại thôi. Thành ra là trước mắt là cứ phải chờ đợi thêm. Nói chung tôi cảm thấy là danh sách là hợp lý lắm. Tranh cãi chủ yếu là liên quan đến việc là văn quyết thôi, chứ còn những à. câu chuyện của Quế Ngọc Hải với cả đình trọng thôi, thấy mọi người đều có thể thông cảm được nhưng mà lại là câu chuyện của văn quyết tức là văn quyết đang có phong độ rất tốt thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là tại nếu như thời hồi từ thời ông park từ thời của C giờ đến ông park ông 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 ông, ông kim giang Sinh mà ông cũng không gọi nữa thì liệu có phải là văn quyết là vấn đề không tức là loanh quanh luẩn quẩn vẫn chỉ là những câu hỏi như thế thế còn tôi xin bổ sung thêm một chi tiết nữa là hầu hết các cầu thủ mà được triệu tập lần này đều được chọn theo kiểu là an toàn đây là điều là những gương mặt mà chúng ta đã biết rồi nhưng mà phong độ của họ đang rất không ổn đặc biệt là các cầu thủ phòng ngự. À, có một vài ý kiến về cái việc là tại sao không gọi Bùi Tiến Dũng đang bắt rất hay ở Hoàng Gia Lai vào mà lại gọi Văn Chuẩn của uh, Hà Nội FC rồi uh, Nguyễn Philip phải chăng là một sự lựa chọn cũng mang tính an toàn mặc dù Nguyễn Philip dạo này chơi thực sự không tốt. Hàng phòng ngự thì hầu hết các cầu thủ trung vệ đều không ổn cả giống như anh Tùng lúc nãy nói rồi. Các cầu thủ tiền đạo thì nói chung là cũng không ổn về phong độ ví dụ như là Văn Toàn đâu đó ghi được thì có 5 bàn, Tiến Linh cũng không ghi được nhiều bàn thắng. Tức là cái sự uh, tỏa sáng của các cầu thủ tiền đạo người Brazil ấy, bởi vì, vì họ chiếm đâu đó khoảng 5 trên 6 vị trí ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải Vô địch quốc gia thì nó che mờ tất cả các cầu thủ tiền đạo của chúng ta. thành ra là bây giờ tôi nghĩ uh, cái sự uh, cái sự, à, chưa kể thêm một điều nữa đấy là lịch thi đấu quá dày, cho nên là không biết là các cầu thủ chúng ta khi mà được triệu tập lần này và đá thì họ có được phong độ và có thể lực tốt nhất không. tóm lại là nhìn vào danh sách này thì Loay quanh luẩn quẩn vẫn chỉ là giam bao câu hỏi về phong độ và thể lực. Chứ còn tôi nghĩ là về mặt động lực thi đấu thì chắc chắn là họ họ có, họ muốn thể hiện và họ muốn họ bản họ cũng như là ông Kinsanish muốn làm tất cả những gì có thể để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng là uh, chúng ta xứng đáng có một sự khởi đầu tốt. Vâng, chúng ta sẽ có hai trận đấu, Philippines là ngày mùng 6 tháng 6 trên sân nhà và sau đó thì sang đá sân của Iraq là vào ngày 12 tháng 6 trận đấu cuối cùng của vòng loại world cup. Về mặt toán học, về mặt lý thuyết thì chúng ta vẫn còn cơ hội để lọt vào vòng loại thứ ba. À, tuy nhiên về mặt thực tế thì có lẽ là những uh, tất cả chúng ta và đều có một uh, cái các con nhìn cái nhìn gọi là gì nhỉ rất là hiện thực là khả năng của chúng ta đi tiếp thì chắc là nó chỉ một phần trăm thôi nó cũng không có không có nhiều nữa không còn hy vọng nhiều nữa đúng không ạ vì indonesia họ hoàn toàn có thể cái tự quyết của họ họ sẽ còn đá với cả philippines và, và 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 hình như đá philippines là đá sân uh... sân indo sân indo ừ. đó thực là ra là đúng. lượt đi thì philippines và indo là hòa nhau À, nhưng mà bây giờ là một indonesia nó đã khác so với cả cái thời điểm đá nhưng mà philippines cũng khác đấy tất nhiên nhưng mà nói thì nói cái tính hoàn thiện của đội indonesia là tốt hơn à, và cái quyết tâm của họ cũng như là cái thực lực mà chúng ta nhìn thấy là họ đã đã ở một cái tầm nó tương đối khác rồi ừ. và cái việc mà họ duy trì được cái vị trí trong cái top 2 đấy là họ hoàn toàn có thể làm được trong cái đó chúng ta ấy, thì nó có quá nhiều những trở ngại giải vô địch quốc gia của chúng ta trong một tháng vừa qua các đội đá 8-9 trận cả cúp quốc gia cả v league cái cái mật độ thi đấu căng thẳng như thế thì việc mà các tuyển thủ ra lên mà không đạt được phong độ cao hay nói khác là có một cái dấu hiệu nào đó của cái sự mà nó quá tải ý, thì nó cũng dễ xảy ra lắm à, về mặt phong độ thì chúng ta cũng đã nói rồi và nó còn có một cái khó nữa là đây là lần đầu tiên ông Kim Quốc sĩ cũng làm việc với đội tuyển trong quãng thời gian ngắn như thế thì nói với nhau cái gì và, và chuẩn bị cho nhau như thế nào và cũng không có trận thử nghiệm nào nhé tất nhiên tất nhiên quãng thời gian rất ngắn thì liệu nó có một cái cái nhìn nào nó tươi sáng không thì đấy là một câu chuyện không không hề dễ. Và tôi nghĩ rằng là xếp một cái đội hình cho nó ra được cái bộ khung ấy rồi chơi một cái trận đấu nhìn chung là nó chấp nhận được cả về mặt kết quả lẫn gọi là cái 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 cách thể hiện ở trên sân ấy. Trong trận đấu đầu tiên là Philippines đã là một cái thách thức rồi. Chưa kể đến khi mà mang quân sang Iraq ấy, để mà chịu trận với đối phương, tất nhiên đối phương lúc đó cũng đã có thể là yên tâm với một suất rồi. Thì họ thủ cũng đô... có thể không không tan lắm, lắm. Ừ. đúng rồi. Thế nhưng mà tôi nói là, là rõ ràng đây là một cái thách thức không nhỏ đâu. Bởi vì là duy trì cái, 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 cái hình ảnh cái bộ mặt đấy chứ. Mà bây giờ chúng ta cũng đang bị mất niềm tin mà đội tuyển u hai cũng đã làm hết sức rồi thì cũng chỉ dừng đến chỗ vòng tứ kết thôi. Thế bây giờ là vấn đề của đội tuyển mà đội tuyển mà chúng ta cũng chẳng hề gọi là gọi là là, là dám kỳ vọng gì nhiều nhưng mà đá cho nó gọi là ổn một chút thôi là cũng không hề dễ. Và tôi tin rằng là trong cái việc gọi các tuyển thủ này ấy, thì không phải chỉ là tham khảo ý kiến các chuyên gia trong nước đâu mà tham khảo chính ông Park ấy, đúng rồi. rồi. Vì, vì nói gì nói chứ, thôi thôi thì các em này nó cũng vẫn là ổn đấy. Đúng rồi. <laughs> ở lâu rồi tôi biết. Đúng không? An toàn, <laughs> an toàn. rồi Thưa quý vị như vậy rằng là chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là diện mạo mới của đội tuyển quốc gia dưới uh, bàn tay của huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ như thế nào, họ sẽ thể hiện ra sao và đặc biệt là quan trọng nhất là ở đây là màn thể hiện thế nào chứ kết quả thì có lẽ bây giờ người ta cũng không quá trông đợi nữa và chúng ta sẽ gặp Philippines vào ngày mùng 6 tháng 6 trên sân Mỹ Đình. Chúng ta kết thúc phần thứ nhất ở đây.